Nghệ An, vùng đất nắng gió của miền Trung Việt Nam, nổi tiếng không chỉ với di tích lịch sử và văn hóa mà còn với các bãi biển tuyệt đẹp. Dưới đây là danh sách 8 bãi biển đẹp nhất Nghệ An, hứa hẹn mang lại cho bạn trải nghiệm du lịch đáng nhớ. Bãi biển Cửa Lò, cách thành phố Vinh khoảng 16 km, Cửa Lò nổi bật với bãi cát trắng dài 10 km, nước biển trong xanh và dãy phi lao rợp bóng. Đây là điểm đến hàng đầu cho du khách tắm biển và thư giãn. Bãi biển Quỳnh Nghĩa, thuộc xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, cách Vinh 75 km, Quỳnh Nghĩa giữ vẻ hoang sơ với biển sạch, ít dịch vụ du lịch, là nơi lý tưởng cho những ai muốn tránh xa sự ồn ào. Bãi biển Diễn Thành, nằm ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, cách Vinh 40 km. Bãi biển này mang vẻ đẹp thanh bình với cát trắng và biển xanh. Dù thu hút nhiều du khách, nơi đây vẫn giữ được sự yên tĩnh và giản dị. Bãi biển Quỳnh Phương, cách Vinh 80 km, Quỳnh Phương thuộc huyện Quỳnh Lưu, nổi bật với bãi cát vàng dài hơn 2 km và rặng phi lao xanh mướt. Biển vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ, ít bị tác động bởi du lịch. Bãi biển Cửa Hội, nằm cạnh Cửa Lò, Cửa Hội thuộc phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò. Bãi biển dài, rộng, ít đông đúc, thích hợp cho nghỉ dưỡng. Đặc biệt bạn có thể tham gia phiên chợ sớm với những mẻ cá tôm tươi ngon. Đảo Hòn Ngư cách bờ biển Cửa Lò khoảng 4 km. Hòn Ngư sở hữu thời tiết đẹp và nước biển xanh mát, lý tưởng cho du lịch. Bãi sỏi màu sắc tuyệt đẹp trên đảo là điểm nhấn thu hút du khách. Bãi đá Nghi Thiết nằm ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, cách Vinh 45 km. Bãi đá Nghi Thiết có nước biển trong xanh, sóng nhẹ và những bãi đá với hình dáng độc đáo là điểm check-in lý tưởng cho giới trẻ. Bãi biển Quỳnh Lập thuộc xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, bãi biển này dài 12 km, uốn lượn với nhiều ngọn núi nhô ra biển, tạo thành các vũng vịnh nhỏ đẹp mê hồn. Những bãi biển đẹp như thiên đường này của Nghệ An đang chờ đón du khách khám phá trong mùa hè này.